quan điểm chỉ đạo các cái tình huống để chủ trì các cái quy định của chủ tịch quốc hội và các thủ tướng sẽ tạo được kết quả thì chúng ta có việt nam chúng ta sẽ có một cái hàng hóa lớn để tổ chức sự kiện thì chính từ xa những cái điều trước hết là các cái phát triển thì chúng tôi là đây là một cái điều đặc biệt là chúng tôi cũng sợ cái
Thank you.